cà bê xê giá lạnh rừng xa. Anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Có bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi nếu hiểu được đây miền rừng xanh bụi vương áo lên. Khi quê mình khói bụi liêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành vùi chôn hòa lập chưa tình. Rồi, xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay cửa hàng Audio Bản Giang tiếp tục giới thiệu đến quý vị một số sản phẩm. Thì hôm nay em giới thiệu cho quý vị một bộ rề bao và một con CD trùng bộ của Acom ha. Acom CD có model là 575, bao có model là 450 và bao có model là em xin lỗi bao có model là 535 và rề có model là 450, thì nó có FM AM đây luôn nha quý vị. Thì xuất xứ cái dòng này thì sản xuất ở Mỹ ha. Bao thì đánh 12 con, công suất 300W, đánh hai kênh AB, A cộng B hoặc A B ha, đánh rất là tuyệt vời. Rề Acom có AM/FM, con rề này chất âm nó tuyệt vời lắm quý vị. Thì bộ này em cũng đã có bán nhiều lần rồi ha. Chất âm của nó thì đã được khẳng định, đã được giới chơi audio khẳng định, đánh những dòng loa châu Âu, những dòng loa cần công suất lớn, đánh cực kỳ tuyệt vời luôn quý vị. Những loa cột hay loa JB, loa Mỹ hay những dòng loa châu Âu, loa JB hoặc là những dòng loa kép B đúp ha, đánh dòng Acom này rất là tuyệt vời ha. Và phía trên là con CD Acom GCD 575. Con CD này thì nó chạy chip giải mã TDA 1541, cực kỳ lừng danh ha quý vị, cho cái chất âm cực kỳ tuyệt vời ha. Chip giải mã thì nó được tích hợp trên những cái đầu CD rất là cao cấp quý vị. Mặc dù là giá con này thì tầm trung cấp thôi, à thậm chí giá rẻ chứ không phải tầm cấp nữa quý vị. Đạp ra cái chất âm rất là tuyệt vời, mắc cực kỳ nhanh nhạy nha. Con Acom này thì em có thể bán lẻ cho quý vị với giá 4.900.000 đồng, 4.900.000 đồng, bao ship toàn quốc cho quý vị. Bộ này bao thì có giá, hôm trước em có báo giá là 11.000.000 mấy đó quý vị, 11.800.000 nha. Thì nếu quý vị lấy chung bộ này thì em sẽ tính giá cực tốt cho quý vị ha, em sẽ giảm giá cho quý vị lấy nguyên bộ hết. Thì mọi chi tiết quý vị liên hệ với em qua số điện thoại 0916517912 để biết thêm chi tiết nha. Thì trên tinh thần giá lẻ như vậy, nhưng mà quý vị nếu lấy trọn bộ thì em sẽ giảm giá cho quý vị. Quý vị sở hữu CD này mắc nó rất là nhanh như vậy.
đánh với đàn ghép với đôi loa ADC 303X. Tiếng bass trầm ấm, mềm, sâu, rất là tuyệt vời quý vị. Ba món này đều đẹp hết nha quý vị, đẹp xuất sắc hết. Rất hiếm là để tìm được ba món trùng như thế này. CD rời bao ha quý vị. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu bộ này thì liên hệ với em. Suốt đêm không ngủ bên tách cà phê đen, chúng ta ôn chuyện đời. Rất là tuyệt vời ha. Mắt rất là nhanh nhạy quý vị. Em sẽ quay sơ lược phía sau cho quý vị xem. Đây quý vị, phía sau con CD mới can nha. Có một cổng cosan. Phía sau con rề bao ha. Hầu như là đẹp xuất sắc hết quý vị ơi. Bọn này cực kỳ đẹp luôn, nguyên zin nguyên bản 100%. Hoạt động hoàn hảo hết. Rất khó để tìm được đồng bộ trùng bộ như thế này. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bản An Gia. Em xin cảm ơn.